Quát. Nhìn thằng Gia Xua trông đần lắm. Trời, cái gì nữa vậy em Bảo ơi? Đường ăn trên. Nhìn thằng này ngỏng lắm. Tinh chuẩn không? Ai biết đâu hay boss nó binh nè. Chết rồi em ơi. Yasu này là lá cút rồi đó em ơi. Trời ơi. Lát luôn. Gưỡng farm 32 bãi luôn, farm full bãi luôn. Hay. Chết rồi. Ngỏng quá vậy. Con này phải giết hết mới đúng chứ. Ủa con Yasuo là thằng búp bê lô mà. Mới búp bê lô. Không phải thấy búp đâu, nó ngu. Mới kim cương à. Đại độ. Thấy luôn à. Giảm hết luôn á. Giết hết. Game này phải giết hết. Cố em cái anh gột. Vô đây anh vô đây. Ăn đi ăn đi. Có lù lù nữa. Trời đó. Nó giết em lâu lắm. Anh vô tới giờ. À. Ê nó nè 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 nè. Nè nè nè. Lụm nó nè. Có rồi không? Không em chưa 6 nữa. Ăn blue em mới 6. Thôi bỏ đi. Trời hết. Cũng anh chiến quá vậy. Má anh chiến quá vậy. Ây da. Má nó mất tầm nhìn anh em ơi, cay quá vậy. Chiến, sợ bố con nào hết em à. Má kẹp cá sấu với Mordor, cá sấu cũng không lại đâu. Ây da. Tàu lao quá này. Cái này phải tiểu cường không ta? Cá sấu bị gọi vô rồi, sao sống? Còn ai? Tí em lên cái khăn em mới găng được mà đỡ chứ. Không có sạch em luôn. Má mất cái gì đâu ta, nó đang đơ mình. Ê, nó này nè, nó này nè, nó này nè. Cái gì đây nè. Cái gì đây nè. Đánh hồng lại nó. Ôi, tao mày quá. Quát. Nhìn thằng Gia Xua trông đần lắm. Trời, cái gì nữa vậy em Bảo ơi? Đồ. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Đang hút thuốc luôn á chứ. Nó tuin mà, quên. Nó thăm binh rồi biết giờ được.
để anh thả boss đi cũng được. Ok. À nè. Má nó. Nó lát ra, nó đòn, anh quá em ơi. Má má tự dĩ lên nữa. Ừ nó bắn kìa. Hay. Cái nữa. Bùi da, chó lù lù khó. Chó lù lù này. Chạy chưa. À thì mình nhận CC á, để giết con viên là được rồi. Lù mà nó lắc. Giết nó. Chứ được mất là gì là tem nó hết đam mà. Dễ mà. Nhưng mà lay khó nha em, lay tu với mất là gì là khó đó, không được đâu. Đó, ủa nó chém kìa thấy không. Ủa nó bể đâu. Ủa sao anh thấy cái lá này, anh thấy cái lá này vẫn còn ta. Hết rồi anh ơi. Chém hết rồi đó. Giỡn đâu. Chuẩn quỷ né, né quỳ anh á. Hầu nguyên mắt tím luôn. Má độc quá vậy. Đậu xanh nó lên kịp. Ủa, hả? Em còn kêu em vô câu em. Đánh em đánh. Không dí được hang rồng nha. Không dí được hang rồng. Hang rồng đi. Nó có đồ bất tốc chạy á. Hang rồng đi em đứng đây. Ban solo Yasuo rồi. Má Canop đánh ác quá à. Má nó cay quá vợ, con chó gì gì. Nãy giờ mấy lần rồi đó. Nó cứ hét không à. Ra luôn em. Ra. Anh ăn trước được không? Ăn trước được, đi. Được, em chạy ra kịp không? Kịp á. Mà nó ra anh cũng giết được nó hả? À. Đâu sợ đâu. Cái đó là do edit, cái đó là anh không dám bật em mà, tại bên công ty kêu anh đừng bật nhạc. Anh bản quyền, bản quyền khổ lắm em ơi, bản quyền gỡ khổ lắm. Cứu cái nóc cái anh ơi. Ô mẹ đó. Nó né cái ulti của anh nhẹ như chó vậy. Ừ, để anh mấy ra. Từ nha em đừng có đai nha. Giết nó. Bắt được ai bắt đi. Anh tức này quá. Giết nó cho anh. Em vô gợm lấy mana cái. Từ. Hết mana rồi. Rồi lấy đi. Đấy, em xuống boss đẩy luôn á. Em chạy em boss đẩy cái. Má nó độc vợ. Ơi hụt luôn. Má nghe tái quá vậy. Được không? Được không? Ngon. Má không cả 6 chán hụt luôn mới ác đó chứ. Không có 6 chán vô lính. Có đứt hụt luôn hả? Tùi cái anh ăn ơi. Có gì à? Phá cái chỗ này về cậu. Ủa sao không phá chỗ này? Ô mẹ nó. Này tháo cái tùi ra chắc không tới bạch kim đâu em à. Đánh đần lắm. Em chạy đường tôn đéo sợ.
Nè 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 cái góc này nè. Lắc lắc tôn 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 tôn. Mày vậy? Mua nó đi. Ké cho nhiều vô. Ké cho nhiều vô. Đôi sống xác. Sương sương. Thôi, hết game boss ngủ rồi được hơn 3 tiếng. Hành trình để hết đấu. Leo gần cầu hổ mệt muốn chết. Anh mới đánh được cỡ 10 ngày à. Ôi, về đi mà. Ở giết này cái. Đừng có nhốt anh chỗ. Cho anh cái hỗ trợ lấy mình nè. Lui nhẹ, lui nhẹ. End luôn. Chơi đi. Em có gợm, em dí vô đầu nó tiếp. Em có gợm, em dí vô đầu nó. Rồi, chủ anh. Ờ, mất gờ nè. Lắc, lắc. Tuôn gác. Bò. Thôi ốp anh em ơi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Uncastrobia. Hiện tại mình đang livestream ở trên ứng dụng GG Live vào lúc 16 giờ hàng ngày từ thứ hai cho đến chủ nhật. Anh em tải ngay app GG Live và ấn follow mình để có thể thưởng thức những buổi livestream thú vị của mình nhé.